Hello, chị Nguyễn mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay chị Nguyễn lại giới thiệu để gửi đến cho cô chú anh chị mình một mẫu nhà cấp 4 nha. Ngang có diện tích là ngang 5, dài tặng 20 luôn. Đó. Thì ngôi nhà của mình là chỉ là cấp 4 thôi nha cô chú và anh chị. Đó. Ngôi nhà của mình nằm ở trên đường Đoàn Nguyễn Tấn nha. Ở bên tay phải của em chiều là mình đi thẳng ra là ra đường Đoàn Nguyễn Tấn nha cô chú và anh chị. Đó. Ở đây thì có dân cư ở rất là đông đúc luôn nha. Có mấy chị về nhà trọ này quá trời đông luôn nha, chiều rất là vui luôn nha cô chú anh chị. Đường vô nhà của mình là có lên tận 6 mét luôn nha. Đó, xe hơi xe tải là mình di chuyển vào tới nhà luôn. Đó, thì đường thì ở nhà đường thì cũng đã được lắp có ống cống hạ tầng đầy đủ cho gia đình mới hết rồi. Thì ngôi nhà của mình là có diện tích là ngang 5, dài 20 luôn. Thì cái kiểu cấp 4 thôi, chủ đang kẹt tiền nên gửi lại bên em bán với một giá khá là mềm luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị mình gắn theo dõi nửa clip em chị sẽ báo giá cho cô chú anh chị mình chi tiết hơn nha. Thì ngôi nhà của mình á, mình đi di chuyển về thành phố cô chú anh chị như là quận 8 nè, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân đâu đó, mình di chuyển tầm khoảng 25 phút thôi. Đó, chính xác là 25 phút luôn. Thì từ đây từ nhà mình di chuyển ra đường Đoàn Nguyễn Tấn á, đúng là 300m nha cô chú anh chị. Đây mình di chuyển ra tới trục đường Đoàn Nguyễn Tấn là 300m thôi. Thì trên trục đường Đoàn Nguyễn Tấn á, là gần ở ngã ba Tân Kim á cô chú anh chị. Thì đây mình ra đó là mình rẽ phải cái là tới ngã ba Tân Kim nha, có chợ rất là lớn đó luôn, nó khá là thuận tiện luôn. Thì đây là cái mẫu nhà em chị sẽ review và giới thiệu đến cô chú anh chị mình. Đây là mẫu nhà cấp 4 nha cô chú anh chị. Đó. Thì quà cũng được bên một cô chủ nhà ở thành phố á, cũng gửi lại cho em bán với một dãy trọ ngang 15 cũng dài tặng 20 luôn nha cô chú anh chị, là tổng cộng được 12 phòng. Đó, 12 phòng. Đây là dãy trọ đây, 12 phòng. Cũng và anh em công nhân đầu về ở đầy đủ hết rồi nha cô chú anh chị. Thì mấy cái phòng đầu tiên này nè là cô chủ nhà trọ cho thuê với giá 1,5 triệu một phòng. Còn ở trong á thì mà là 1 triệu một phòng nha cô chú anh chị. Đó, tổng cộng là 12 phòng luôn. Thì cô chủ nhà trọ gửi bên cho em chiều bán chỉ có 5,5 tỷ thôi nha. Đúng 5,5 tỷ luôn nha cô chú anh chị. Đó, đúng 5,5 tỷ luôn. Ngang 5, ngang 15, dài tặng 20 luôn nha cô chú anh chị. Đó, đường thì ở ngoài này thì ống cống hạ tầng đồ đầy đủ hết luôn. Đó, về đây ở là cũng không sợ ngập nước đâu đâu nha cô chú anh chị. Thì ngôi nhà của mình với cái dãy trọ là có cái hướng đông nha cô chú anh chị. Hướng đông. Đó, ở đây thì hướng đông rất là mát và rất là thoải mái luôn. Thì hướng đông rất thích hợp cho cô chú anh chị nào đang tìm nhà hướng đông đó, thì cứ liên hệ thẳng cho em chị nha. Thì cô chú nào anh chị nào đó muốn mua đầu tư kinh doanh thì cứ liên hệ cho anh chị. Dãy trọ này bán với mức giá chỉ có 5,5 tỷ thôi nha cô chú anh chị. Rất thích hợp cho anh em cô chú nào đang cần tìm nhà để mua đầu tư và kinh doanh. Đó, về mình mua và mình kinh doanh cho thuê luôn. Đó, có thu nhập hàng tháng luôn nha cô chú anh chị. Thì mình lấy lại một phòng đầu, hoặc hai phòng đầu mình ở, còn những phòng sau mình cho thuê khá là thuận tiện luôn. Ở đây thì công nhân công ty xí nghiệp rất là nhiều luôn, với 7 cụm công nghiệp lớn luôn nha cô chú anh chị. Đó. Ở đây mình di chuyển ra những cụm công nghiệp rất là gần nha, và mình di chuyển ra trục đường Đoàn Nguyễn Tấn á, chỉ có mắc 300m thôi. Còn dãy chợ này là cô gửi bán đúng 5,5 tỷ nha, đúng 5,5 tỷ luôn nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào có muốn đi xem dãy chợ thì cứ liên hệ trên số điện thoại trên màn hình. Đó, em chị sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi thêm thực tế hơn luôn nha. Thì quay lại chủ đề chính hôm nay, em chị sẽ review và gửi đến cô chú anh chị mình là một mẫu nhà cấp 4 thôi nha. Đó, mẫu nhà cấp 4. Và đây là mẫu nhà cấp 4 nha cô chú anh chị. Thì cái mẫu nhà cấp 4 này thì cũng có cái sân đậu ô tô nha, ngang 5. Nè, ngang 5 là dài tặng 20 luôn. Cũng khá là rộng rãi luôn cô chú anh chị. Đó, cái sân này mình có thể đậu được chiếc ô tô nha. Đó, thì ở ngoài này thì cũng được bên chủ nhà nè. ốp lát gạch nổi cho mình nè, đó, rất là sang luôn. Và hai cái trụ cột ngoài này rất là bự luôn nha, rất là to. Thì cái ngôi nhà của mình là nhà riêng lẻ nha cô chú anh chị, nó được xây cắt riêng lẻ nha, chứ không phải là nhà chung nhà phố đâu nha. Nhà mình là nhà riêng lẻ, đường riêng, đà riêng, cột riêng nha. Nó về sau này mình có thể xây sửa lên đó, lên tấm rất là dễ dàng luôn. Đó, giờ mày em chị mà cô chú anh chị mình tiến thẳng vào bên trong. Thì ở ngoài sân ngoài này cô chú anh chị cũng được bên chủ nhà người ta đã xây hàng rào sắt xung quanh hết rồi, nó cũng che ra máy toan ra ngoài cho mình khá là gọn gàng luôn. Thì ngôi nhà này á, bên chủ nhà gửi lại bên em chiều bán đúng 1,2 tỷ luôn nha cô chú anh chị, chỉ đúng 2 tỷ thôi. Nó chỉ có 2 tỷ thôi là mình sở hữu ngay ngôi nhà ngang 5 dài tặng 20 luôn. Nó sổ hồng riêng nữa nha cô chú anh chị. Và đây
Và đây thì ở xung quanh ở ngoài sân này cô chú anh chị cũng được bên chủ nhà người ta đã ốp lát này cô chú anh chị. Nó ốp lát rất là sạch sẽ luôn, nó rất là sen luôn, một cái màu rất là sen luôn. Đó, một màu có đi qua dân chỉ nổi này cô chú anh chị. Đó, có bình bông qua rồi rất là sen luôn. Và ở cái không gian kế này cũng được bên chủ nhà đó được hợp cho mình về vẽ một cái tranh 3D là cô chú chị cũng khá là bắt mắt luôn. Đó, ở ngoài mặt diện ngoài á, mặt diện ngoài thì cũng được bên chủ nhà đã ốp lát nè, ốp lát tặng từ dưới lên tới lên trên cho gia đình mình. Đó, gạch là gạch bóng kính nha, thì ở dưới thì cũng được lót là gạch chống trơn trượt. Đó, khá an tâm. Ngôi nhà này rất thích hợp cho cô chú anh chị nào có người già và trẻ nhỏ ở nha. Đó, thì ở dưới thì được hai phòng. Đó, giờ mời cô chú anh chị mình tiến thẳng vào bên trong. Vô trong thì được lắp đặt cho mình là cửa bốn cánh nha, sơn tĩnh điện nha cô chú anh chị. Và cũng được bên chủ nhà nè dán mờ kính đi rồi. Đó, kính là kính mờ nha cô chú anh chị. Vào trong cái phòng khách này cũng khá là rộng nha, tại vì cái diện tích nhà của mình đó là ngang 5 dài tặng 20 lận. Đó, thì đây là cái phòng khách thao rồi mình trưng bày và trang trí luôn nha cô chú anh chị. Thì mình lắp đặt một bộ bàn ghế sofa ở đây. Đó, thật một bộ bàn ghế lỗ đi to to ngồi cho nó thoải mái và mát nha. Đó, tiếng muốn mềm thì mình mua bộ và ghế sofa. Wow, có con chó hàng xóm chạy qua vui đó cô chú anh chị. Đó, và đây thì mình có thể lắp đặt thêm một cái tivi. Đó, tivi ở đây về mình ngồi uống nước trà là cũng khá hợp lý nha. Đó, ở bên đây thì không gian này nè cô chú anh chị cũng đã đặt được một cái không gian cửa sổ tại đây. Đó, không gian cửa sổ ở đây. Đó, cũng khá hợp lý đi. Ở đây chị về mở ra cũng khá là mát và khá là thoáng luôn. Ở trên trần là phong nha, cũng được ốp lát từ gần ở dưới lên tới lên cao cho gia đình mình. Đó, giờ mời cô chú anh chị mình tiến thẳng ra sau nha. Thì ngôi nhà của mình là nhà cấp 4, thiết kế hơn một phòng khách và hai phòng ngủ và một gian bếp cho cô chú anh chị. Đây là gian phòng đầu tiên của gia đình mình, cũng được ốp lát tặng từ ở phòng khách xuống tại nhà sau luôn nha. Giờ mời cô chú anh chị mình vô không gian phòng đầu tiên. Đây là cái phòng đầu tiên của gia đình mình. Đó, cũng khá là rộng rãi đi. Đó, cũng được ốp lát từ ở dưới lên trên, trần là trần la phong. Đó, đèn này đèn nước hai nha, có dãy chờ máy lạnh cho gia đình mình luôn. Ở đây có được một cái khung cửa sổ nha cô chú nha chị. Thì ngôi nhà của mình á là có cái hướng là hướng đông. Hướng đông nha cô chú anh chị, rất thích hợp cho cô chú anh chị nào đang cần tìm nhà hướng đông, liên hệ ngay cho anh Triều. Đó, có sân đậu ô tô luôn, đường thì đường 6 mét thì khá là rộng rãi và thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Thì ngôi nhà của mình cách trung tâm thành phố á như quận 8, quận 7 Nhà Bè rồi đó. Mình di chuyển tầm khoảng mắc tầm khoảng 25 đến 30 phút nha cô chú và anh chị, khá là thuận tiện luôn. Thì ngôi nhà của mình bán với mức giá chỉ đúng 2 tỷ thôi là mình sở hữu ngay ngôi nhà ngang 5 dài tặng 20 luôn, nó khá là rộng rãi luôn. Đó, còn sổ hồng riêng đó ngân hàng có thể hỗ trợ cho mình 50 luôn nha, 50 đến 60% luôn nha cô chú và anh chị. Thì cô chú nào anh chị nào á cũng muốn đi xem nhà thì cứ liên hệ ngay số điện thoại trên màn hình, anh chị sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xem nhà thực tế hơn. Đó, mình xuống đây mình trải nghiệm thực tế hơn coi dân cư ở đây như thế nào, đường xá như thế nào. Đó, thì mình xuống xem thấy thích hợp thì mình tiến tới, mình không hợp thì cũng giống như là mình đi khảo sát thị trường nha cô chú anh chị. Đây là không gian nhà bếp nha. Thì không gian nhà bếp á cũng được bên chủ nhà này cô chú anh chị cũng đã chừa sẵn cho mình cửa thông gió ở đây, cũng khá là thoải mái. Và một cái cửa cho nó sáng á, cái không gian nhà bếp của cô chú anh chị. Đó, cái này là nó không có dột nha, mưa thì không có dột nha. Thì ở đây trời gọi vào rất là sáng luôn. Đó, ở dưới bếp á thì cũng được bên chủ nhà lót đá là đá hoa cương cho gia đình mình. Đó, thì ở đây cũng đã chừa sẵn cho mình là một lỗ để mình để bếp ga nha, bếp ga lên. Ở không gian nhà bếp á cô chú anh chị cũng đã được bên chủ nhà nè ốp lát nè, ốp lát tặng vòng vòng nè, ở trong khương quanh này cũng đã ốp lát rồi, giờ mình nấu nướng lau chùi rất là dễ dàng luôn. Cũng được tặng lắp đặt cho mình tủ nè, tủ mica nha cô chú anh chị. Đó, tủ mica hay tủ dưới và tủ trên thì giờ mình có thể tận dụng những cái tủ này nè, mình bỏ những vật dụng mình xài cho không gian nhà bếp đó cô chú anh chị. Đó, mình bỏ vào nó sẽ rất là gọn gàng luôn nha, giúp cho cái không gian bếp mình vừa gọn gàng và vừa sạch sẽ nó nha cô chú anh chị. Ở đây thì cũng được lắp đặt cho một cái bồn inox nha. Đó, và cái bồn rửa rau rửa chén ở đây. Thì không gian này mình có thể tận dụng không gian này, mình có thể để một cái tủ lạnh ở đây, vẫn có điện đây nha cô chú anh chị. Đó, về mình có thể lắp một bàn ăn nhỏ ở đây, khá hợp lý đi. Thì cái ở dưới bên đây không gian bên đây thì cũng được bên chủ nhà đó cô chú anh chị, và chừa một nhà vệ sinh ở đây, một nhà vệ sinh đây cũng khá là rộng rãi nữa nha, cũng đầy đủ tiện nghi. Đó, cũng bồn cầu nè, giờ sen giờ sạch cũng ốp lát được tặng từ dưới lên trên, có gương. Đó, cũng cửa
cửa mới ca dở rồi. Rồi thì áo ai này, áo ai này thì cũng đã được bên chủ nhà chừa sẵn cho mình cái không gian này, về mình có thể đặt không gian máy lạnh, máy giặt các cô chú anh chị. Đó, đặt máy giặt ở đây cũng khá là hợp lý đi. Đó, thì ngôi nhà này cũng đã được có người ở rồi nha cô chú anh chị. Nhưng mà chủ nhà ở đây cũng ở rất là kỹ luôn nha cô chú anh chị, nên ngôi nhà mình còn rất là mới luôn. Đó, mới, rất là mới luôn. Đó. Thì chủ nhà đang kẹt tiền nên gửi lại bán với mức giá 2 tỷ, đúng 2 tỷ nha cô chú anh chị. Thì sổ hồng riêng đó. Thì ngôi có diện tích là ngang 5 dài tặng 20 luôn nha cô chú anh chị. Thì nó nằm ở trên trục đường là đồn Nguyễn Tấn, mình di chuyển vào tầm bắc vào khoảng 300m nữa. Mà đường của mình là đường đi xe hơi nha, xe hơi xe tải rồi mình di chuyển vào thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Thì ở đây đó mình di chuyển về trung tâm thành phố á, thì như quận 8 nè, quận 7 Nhà Bè, Bình Tân rồi đó, mình đi chợ di chuyển gì đó tầm mắc tầm khoảng 25 đến 30 phút thôi, khá là thuận tiện luôn. Nó thì chủ nhà đang cần tiền nên gửi bán với mức giá khá là mềm luôn, chỉ có 2 tỷ thôi nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình xem đến đây thì nhớ đăng ký kênh cho em chị nha, để em chịu có động lực ra những video nhà mới giá rẻ đến phục vụ đến cô chú anh chị mình. Thì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn á, luôn luôn lúc nào cũng gửi đến cho cô chú anh chị mình là nhà thật, giá thật, vị trí thật nha, không xạo không ảo để mất thời gian của nhau đâu nha. Thì cô chú anh chị mình nếu coi được cái video này thì cô chú anh chị mình cứ thoải mái và nhắc cái điện thoại lên, nếu có cần và thấy hợp ngôi nhà này mình thấy hợp với mình á thì cô chú anh chị mình cứ nhắc máy lên rồi gọi thẳng cho số điện thoại trên màn hình nha. Thì em chị sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xem và tham quan thực tế hơn đó, chính xác vị trí ngôi nhà của mình ở đâu, dân cư ở có đông hay không đó. Là vẫn có một người cô ở thành phố nên ở xa quá nên không có quản lý được cái dãy trọ này, nên cũng có gửi bán lại dãy trọ này nữa đó. Nó bán với diện tích là ngang dài ngang 15 dài tặng 20 nha. Nó hiện tại là cái dãy trọ của mình là có được 12 phòng và 3 phòng đầu là cho thuê tháng là 1,5 triệu một phòng này cô chú anh chị. Thì ở phía trong thì nó cho thuê 1,000,000 một phòng, cũng khá là rộng rãi đi. Thì nếu mà cô chú anh chị nào đó có muốn mua nhà hay là mua đất đầu tư đó thì cứ liên hệ thẳng cho em Chiều nha. Đó, muốn đi coi dãy trọ này thì cũng liên hệ cho em Chiều. Em Chiều sẽ dẫn cô chú anh chị mình thì xem và trải nghiệm thực tế luôn. Nó thì cô ở Sài Gòn á thì gửi bán nhà dãy trọ này với giá chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi nha cô chú anh chị, đúng 5 tỷ rưỡi luôn nha. Đó, còn quá là hợp lý, quá là rẻ luôn. Sổ hồng riêng nha, sổ hồng riêng từng nền nha cô chú anh chị. Đó, giờ em Chiều xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video lần sau.